Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình Cường nữa nhé các bạn. Trong clip này mình sẽ thảo luận với các bạn cái vấn đề về reset Windows 11 nhé các bạn. Thì nói chung là cái quá trình reset nó cũng bình thường giống như Windows 10 thôi. Nhưng mà có một số bạn gặp cái tình trạng là reset bị mất phong vùng ODD rồi EF vân vân. Cũng như là mặc dù thấy phong vùng nó hiển thị nhưng mà nó không có click vào được. Thì nói chung cái quá trình reset thì nó diễn ra bình thường, nó không có làm mất dữ liệu trong các cái phân vùng ngoài hệ điều hành nha các bạn. Thì thường á, hệ điều hành sẽ được nằm trong phân vùng ODC. Đây, thì mình sẽ mở cho các bạn xem. Đây nha các bạn, thì đây là cái vô trong disk PC. Disk PC thì nó sẽ quản lý tất cả các phân vùng ổ cứng. Hệ điều hành thường người ta sẽ cài lên phân vùng ODC, như các bạn thấy ODC đó, tất cả những ổ đĩa còn lại D, E, F, G, H, I, K, vân thì nó không bao giờ mà nó bị ảnh hưởng. Nên là có một số bạn làm mà nó bị như nãy mình nói, là có nghĩa là các bạn làm sai, không phải là các bạn reset mà hoặc là các bạn trong quá trình các bạn làm nó bị vấn đề gì đó. Thì nếu mà các bạn biết làm đó, thì các bạn nên làm, còn nếu mà các bạn không biết, không có am hiểu về cài đặt Win đồ vân vân thì các bạn nên nhờ người biết làm để xử lý, chứ còn nếu mà các bạn tự mò thì nó rất là dễ dẫn đến cái tình trạng là bị mất dữ liệu nhất các bạn, cũng như là bị hư cái phân vùng ổ đĩa và các bạn không có mở được như lúc nãy mình nói nha. Đây, thì để reset Windows 11 thì hôm trước mình đã có hướng dẫn cho các bạn rồi, hôm nay mình làm lại cho các bạn một lần nữa. Thì các bạn sẽ vào Start Menu và các bạn sẽ nhấn là Reset. Các bạn sẽ search từ khóa là Reset thì nó sẽ hiển thị lên cho các bạn là Reset This PC, thì các bạn sẽ nhấn vô trong này. Đây là cái giao diện mà để reset nha các bạn. Thì các bạn sẽ có cái lựa chọn là Reset This PC và Advanced Startup. Thì cái này Advanced Startup có nghĩa là nếu mà máy các bạn bị lỗi gì đó thì các bạn sẽ vô trong cái quá trình khởi động nâng cao, có nghĩa là nó sẽ có nhiều tùy chọn chức năng khi mà quá trình khởi động máy hệ điều hành của các bạn nó chạy lên đó, thì nó có cho các bạn chọn ví dụ recover vân vân. Thì các bạn sẽ chọn là reset this PC nha, hoặc là fix program without reset. Nó có cái chức năng là sửa lỗi mà không cần phải reset. Thì reset khi mà các bạn muốn cài đặt như cái máy các bạn nó trở về như là mới cài đặt. Còn nếu mà các bạn chỉ muốn sửa lỗi và các bạn giữ lại phần mềm vân thì các bạn sẽ nhấn vào sửa lỗi đó. Thì các bạn tùy chọn, thì ở đây mình sẽ reset nha các bạn, thì mình sẽ nhấn vô nút là reset this PC. Thì nó sẽ có hai cái tùy chọn, ở đây là keep my file và remove everything. Thì keep my file thì các bạn thấy là remove ab and setting, có nghĩa là xóa ứng dụng và cài đặt nhưng giữ lại do personal file. Personal file thì có nghĩa là personal file có nghĩa là tất cả các file mà nó tạo ra trong quá trình mà các bạn sử dụng các cái ứng dụng vân vân. Thì nói chung là cái đó không phải là cái phần mềm rồi nha các bạn. Đây các bạn thấy là phần mềm sẽ bị xóa và các cài đặt của phần mềm bị xóa, đúng không? Nhưng mà chỉ giữ lại các tập tin cá nhân thôi, đúng không? Các bạn hiểu lưu ý là các tập tin cá nhân nha, chứ không phải là tất cả các tập tin nha. Remove everything có nghĩa là chọn cái này, có nghĩa là xóa tất cả bao gồm personal file AB và cài đặt, đúng không? Thì mình sẽ xóa tất cả, xóa cả là có nghĩa là nó nằm trên phân vùng ODC cài đặt hệ điều hành, còn các phân vùng khác thì nó không có bị gì nhé các bạn. Cloud download có nghĩa là download từ đám mây, có nghĩa là tải bộ cài đặt từ trên mạng, còn local có nghĩa là dựa vào cái hệ điều hành sẵn có trên ổ cứng các bạn mà nó sẽ reset theo cái local. Thì các bạn tùy chọn, nếu mà kết nối mạng internet tốt thì bạn chọn cloud nhé, ở đây là chọn cloud này. Rồi trong quá trình chọn cloud thì nó có thể là nó hơi chậm hơn xíu so với local tùy vào tốc độ mạng nha. Rồi các bạn nhấn next. Rồi ok, các bạn cứ chờ cho nó chạy chạy tới 100% là nó khởi động lại, là nó cứ tại chạy hoàn toàn tự động hết các bạn. Đó. Rồi tới cái bước mà nó yêu cầu các bạn nhập gì thì các bạn điền đó thôi, nó cũng rất là đơn giản. Hôm nay mình hơi bị đau họng, hơi bị cảm xíu nên là nói nó hơi bồng bồng xíu, nên là các bạn xem video các bạn thông cảm nha.
thì cái đó nó confirm này này, ready to reset PC, nó confirm này, đúng không? Những thứ mà các bạn cài đặt, các bạn chọn lúc nãy này, rồi thì mình nhấn reset. Đó, thì các bạn sẽ chờ nó tải và nó chạy hết trăm trăm nó tự nó khởi động lại ha. Đó là this device will automatically restart, có nghĩa là cái thiết bị này sẽ tự động khởi động ngoài sau khi nó tải thành công ha. Rồi, ok các bạn. Thì cái quá trình tải bộ cài đặt cũng như là reset lại nó hoàn toàn tự động hết nha các bạn. Các bạn cứ chờ cho nó chạy rồi khởi động lại một vài lần rồi tới khi nó yêu cầu các bạn chọn hoặc là nhập cái gì đó thì các bạn mới tiến hành nhập nha. Trong thời gian đó thì các bạn có thể bỏ đi chơi hay đi giải lao chỗ nào đó cũng được nha. Tới cái bước này thì các bạn sẽ chọn country, khu vực các bạn đang sinh sống nha. Mình thì không phải ở Mỹ, mình đang ở Việt Nam thì mình chọn Việt Nam. Rồi sau đó là mình nhấn yes. Rồi bàn phím thì mình chọn bàn phím US ha, để về gõ cho nó chuẩn, chứ còn chọn bàn phím tiếng Việt gõ nó không đúng các bạn. Chọn bàn phím US rồi sau đó là các bạn dùng Unikey các bạn gõ tiếng Việt nha, nhấn yes. Rồi bạn có muốn thêm keyboard khác không? Thì không, mình chỉ dùng duy nhất một bàn phím US thôi, thì mình sẽ nhấn skip. Rồi connect tới wifi thì các bạn connect. Ở bước này thì có một số bạn kêu là connect wifi không có được, thì các bạn bình thường thôi, sao là không connect được. Nếu mà các bạn có mật khẩu của wifi thì các bạn connect bình thường, nhấn connect rồi các bạn gõ mật khẩu các bạn connect nha. Rồi nếu mà các bạn kết nối thành công thì nó connected skill. Rồi ok, nhấn next. Thì tới bước này nó đang kiểm tra các cái bản cập nhật online. Tuy nhiên là mình cài từ cloud thì nói chung chắc cũng không có bản cập nhật nữa đâu. Nếu mà bình thường phải lập trình phải bỏ qua cái bước này nếu mà đang nếu mà chọn bản cài đặt từ cloud nha. Rồi ok, accept cái quy định của nó. Chấp nhận nha, điều khoản sử dụng. Rồi. Đây là tên của thiết bị. Ví dụ như mình đặt Sky đi nha. Rồi, sau đó nhấn Next. Nếu mà các bạn không nhập thì nó sẽ điền cái tạo ra cái tên PC tự động nhé các bạn. Computer name á. Rồi, how would you like to set up device? Thì nói chung là cái này mình dùng cho personal, dùng cho cá nhân chứ không phải là trường học hoặc tổ chức gì hết. Mình chọn personal. Rồi, nhập tài khoản Microsoft. Nhập địa chỉ email, net rồi nhấn password. Rồi, ok, sau khi các bạn nhập vào đăng nhập vào tài khoản của Microsoft thì nó sẽ cho tạo mã pin. Mã pin có nghĩa là các bạn dùng cái mã này để các bạn login vô Windows nhanh nha các bạn. Giống như mã pin mà trên trụ ATM thôi. Nếu mà các bạn muốn thêm ký tự thì các bạn sẽ chọn đây, Include Letter Symbol ha. Rồi ok, cái này là nó từ cái OneDrive Restore hoặc là Setup New Device thì mình chả cần Restore, mình không có dữ liệu gì quan trọng hết, nhấn Setup New Device nhé. Rồi, cái này thì Accept. Rồi, tiếp tới là một vài mục mà các bạn muốn
đọc tin tức đúng không? Thì nói chung mình cũng chả cần đọc cái gì hết, mình skip đi. Backup Olyse file, mình sẽ chọn là từ đó chỉ có lưu file từ trên OneDrive xuống thôi chứ không có up ngược lên nhé các bạn. Asset Office 365 thì mình cũng không dùng Office luôn, mình sẽ bỏ qua. Tới bước này thì đã hoàn toàn là cài đặt xong, đã thành công 99,99% rồi các bạn. Giờ chỉ còn chờ đợi cho nó chạy lên nữa là xong. Các bạn thấy không? Cái bước này là cái bước hệ điều hành nó thiết lập cái bước cuối cùng nha. Nhưng mà đừng có tắt máy. Nếu các bạn sử dụng máy bàn thì các bạn nhớ lưu trữ nguồn điện, chứ không là nếu lỡ nó đang chạy và cấp điện nên bị lỗi mất công nha các bạn. Còn trên laptop thì các bạn lúc nào phải cắm điện nha. Rồi, hầu như là đã thành công đó. Sau khi nó hiển thị almost there, có nghĩa là nó sẽ vô cái màn hình log on của Windows như này. Windows 11 sau khi khởi động lên là các bạn thấy start menu nó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ vô trong cái phần quản lý phần vùng ổ cứng mình xem cho các bạn. Tất cả dữ liệu vẫn còn nguyên si chứ không có bị xóa bỏ đâu nha các bạn. Nên là nếu mà các bạn làm bị sai thì không phải là lỗi của mình hoặc là lỗi máy tính mà là lỗi ở các bạn. Nên là phần vùng hệ điều hành này thì bao gồm các thư mục như Intel, Rollen 5, 86 và 2 bit, 64, Windows User vâng. Và ở đây phần vùng ODD của mình còn nguyên si, không có bị mất mát hư hao gì hết. ODE của mình, ODE F, ODE G, vân vân, thì nó không có bị ảnh hưởng gì hết. Mình làm rất là nhiều lần rồi. Rồi ok nhé các bạn. Bây giờ mình kết thúc cái nội dung về thảo luận cái reset Windows 11 có bị mất dữ liệu hay không. Thì nếu các bạn yêu thích nội dung video này thì hãy nhấn đăng ký kênh YouTube Cường Lại Đình ủng hộ mình, đồng thời nhấn like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem nhé các bạn, cảm ơn rất nhiều. Thì các bạn lưu ý là nếu các bạn biết thì các bạn làm, hoặc là các bạn muốn mò nhưng mà các bạn chấp nhận rủi ro thì các bạn làm. Còn nếu mà các bạn không biết thì các bạn nên nhờ người có am hiểu về máy tính, cái hệ điều hành vân vân, cũng như là để bảo đảm an toàn cho dữ liệu các bạn thì các bạn nên thực hiện sau lưu backup dữ liệu quan trọng trước khi các bạn làm. Cho nếu mà lỡ các bạn làm sai, nó bị mất dữ liệu hoặc là bị gì đó thì mình không có chịu trách nhiệm được các bạn. Thôi, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Bye bye.